tạ ơn Đức Chúa vì người tư ngày 23 tháng 9 năm 1997 thì Chúa gọi ông cố con về. Rồi sau đó đúng 20 năm, ngày 6 tháng 6 thì Chúa đã gọi bà cố con về với Chúa, nay được tròn 3 năm. Cách đó 2 ngày con và cha Tiến lên bệnh viện ở dưới Hố Nai ban phúc lành cho bà cố. Rồi sau đó 2 ngày khi mà con đang dự tính huấn ở trên Đại Giáo Huấn Sài Gòn, vừa dâng lễ xong về đang thay áo lễ thì được điện thoại bà cố đã tắt thở. Và con vội vàng xin phép Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện để cho con được về. Tuy rằng đây là bà cố thứ hai của con, bà cố ruột mẹ con, mẹ ruột thì đã về với Chúa khi con 7 tuổi, và mẹ kế đã nuôi con và hy sinh tần tảo cho con đi tu. Cho nên con hết lòng biết ơn tổ tiên nội ngoại, ông bà cha mẹ, những người đã sinh thành nên con và dâng con cho Chúa. Nhưng mà bản thân con thấy rằng thì con dâng lời tạ ơn Chúa không đủ, cũng như bản thân con báo hiếu cũng không vừa. Cho nên con xin mời quý cha và mời quý đồng hương, cũng như thể là
quý vị đại diện của Tân Thành để giúp con để bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn đối với ông bà cha mẹ của con. Cho nên xin mời quý cha và công đoàn chúng ta đứng lên và dâng thánh lễ hôm nay. Trước hết cầu nguyện cho bà cố Maria trong ngày lễ dỗ 3 năm và cầu nguyện cho ông cố dỗ năm thứ 20. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa nhân từ thương xót tha thứ tội lỗi của chúng con. Và xin bố mẹ cũng cầu nguyện cùng Chúa ban ơn tha tội cho chúng con, giúp chúng con dâng lễ xuất sáng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa hôm nay nhân ngày lễ dỗ mãn tam cho mẹ chúng con họp nhau đây để một lần nữa phó thác mẹ của chúng con cho Chúa. Người thân yêu này chúng con không thể quên, lẽ nào Chúa lại không nhớ đến? Xin cho bà cố Maria và ông cố Jose được hưởng ân tình vô biên của Chúa, là được sống với Chúa, với cộng đoàn các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chớ không phải vì đã thấy. Vậy, chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác,
chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa, bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con
của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ và kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt gia đình của bà cố Maria Trần Thị Chiên. Trang phúc âm chúng ta vừa nghe được chọn trong thánh lễ Đức Trinh Nữ Maria là mẹ hội Thánh Chúa. Và với tước hiệu này, khởi đi từ Công đồng Vatican thứ hai với Thánh Giáo hoàng Gioan 23 và sau đó nối tiếp Thánh Giáo hoàng Phaolô đệ lục, thì danh xưng Đức Mẹ là mẹ hội Thánh vang dội. Và mãi đến năm 2018 thì Đức Giáo hoàng Francisco mới đưa vào lịch phụng vụ sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Đức Trinh Nữ Maria là mẹ hội Thánh. Và như vậy với năm 2020 mới là lần thứ ba chúng ta chính thức mừng danh xưng Đức Mẹ là mẹ hội Thánh theo niên lịch phục vụ Công giáo. Và riêng với con thì cảm nhận một niềm vui khi mà một anh giáo dân rất bình thường nguội lạnh, thế nhưng trong thánh lễ hôm ấy con giảng gì không rõ, nếu nhớ chết liền, không nhớ mình đã giảng cái gì. Thế nhưng anh nói với con rằng chưa khi nào con đi dự lễ mà con lại nghe danh hiệu Đức Mẹ như thế, và hôm đấy con cảm thấy rất xúc động. Chúng ta không xúc động sao được khi Đức Mẹ là mẹ hội Thánh, là mẹ của mỗi người chúng ta. Và như vậy cho chúng ta cảm nhận được niềm vui cuộc đời của chúng ta luôn luôn có Đức Mẹ đồng hành. Và nhất là năm nay, năm thứ ba mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hội Thánh, lại rơi vào những ngày rất đặc biệt. Và nếu như trong góc nhìn thần số học Numerology thì chúng ta thấy rất ý nghĩa. Kết thúc tháng hoa, tháng năm dâng kính Đức Mẹ vào ngày Chúa Nhật với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và rồi sau là ngày thứ hai mừng lễ Đức Mẹ là mẹ hội Thánh, lại là ngày mùng 1 tháng 6 chúng ta bước vào tháng kính Thánh Tâm Chúa, trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, và nhiều ý nghĩa nữa liên hệ đến lòng thương xót của Chúa cũng như trái tim yêu thương của Đức Mẹ. Cho nên đối với con rất là ấn tượng trong ngày lễ Đức Mẹ là mẹ hội Thánh. Và vì thế cho nên khi cách nay 3 ngày cha xứ Tân Thành ngỏ ý con chia sẻ một vài tâm tình trong thánh lễ mãn tang bà cố Maria Trần Thị Chiên thì con nói sẵn sàng. Và vì thế con cũng muốn đọc lại trang tin mừng của ngày lễ mà mình cảm thấy ấn tượng,
Và không những thế, con lại cảm thấy có một cái gì đó rất liên hệ đến cuộc đời của cha xứ Tân Thành và bà cố Maria. Con vẫn nhớ cách nay 3 năm tại nhà thờ Tân Mai, trong thánh lễ an táng hôm ấy, cha Đa Minh Phạm Minh Thủy chủ tế thánh lễ, và phần chia sẻ đó là cha tổng đại diện tổng giáo phận Sài Gòn, cha Ignacio Hồ Văn Xuân. Và trong những lời chia sẻ thì cha tổng đại diện ghi nhận những đóng góp tích cực to lớn của cha Đa Minh Phạm Minh Thủy nơi giáo xứ Tân Thành này, cũng như trong suốt quãng đời mà khi ngài gia nhập nhập tịch vào tổng giáo phận Sài Gòn này. Và nếu nói về cha Đa Minh Phạm Minh Thủy, chắc con nói cả ngày không hết, biết bao nhiêu những kỷ niệm từ tình hình chiến sự lúc bấy giờ năm 72, ngài phải rời Đà Nẵng để vào Sài Gòn như thế nào, và rồi Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ưu ái để truyền chức linh mục cho ngài tại nhà thờ Tân Hòa ngày 21 tháng 5 năm 1972 với mùa hè đỏ lửa. Rồi thì sau khi chịu chức, tình hình chiến sự lắng xuống thì ngài lại về Đà Nẵng. Và rồi đến năm 75 thì tình hình quá phức tạp, thì một lần nữa cha Đa Minh Phạm Minh Thủy lại rời Đà Nẵng để vào Sài Gòn. Và rồi sau đó thì ngài được nhập tịch vào Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và ngài cống hiến, đi tới đâu thì ngài cũng với tâm hồn rất là nhạy bén, nhạy cảm, cũng như những lòng nhiệt thành của mình để xây dựng, để làm việc. Và thấy thương ơi là thương những năm tháng khi ngài làm phụ tá tại giáo xứ Tân Hòa. Cha chú năng động nhanh bao nhiêu thì cha Thủy cứ từ từ đến độ mà nhiều lần bà cố Maria cứ than phiền với con rằng, và không biết cha nhà con thế nào mà ông chậm quá. Thế thì riết rồi câu chuyện mới biết rằng là chậm là bà cố mong cha có những người con tinh thần linh mục nghĩa tử. Thế nhưng bà cứ chờ đợi mãi mà thế cha Thủy vẫn chưa có. Trong khi cha chú là cha Đa Minh Bùi Minh Sơn thì trời ơi con cái đùm đề. Thế nhưng vì thế con cũng được tham dự vào để giúp cho cha xứ Tân Thành mau sinh nở cách nào đó chăng. Và quả thật từ cha Vinh trở đi bắt đầu là ngài sinh liên tục, dày đặc luôn. Bà cố lúc đó thì vui lắm rồi, không còn than cái câu là sao anh Thủy, sao cha nhà chậm quá, chờ mãi mà cứ chờ. Cho nên chúng ta thấy ngay đầu thánh lễ, không phải thánh lễ hôm nay mà thánh lễ an táng tại nhà thờ Tân Mai, với đầu thánh lễ cũng như vậy, cha gợi lên những tâm tình chúng ta cần phải sám hối trước một Thiên Chúa yêu thương. Thế đồng thời ngài cũng xin lỗi người mẹ của mình với linh cữu nơi nhà thờ Tân Mai. Và vừa nãy chúng ta lại nghe một điệp khúc như thế, cho thấy rằng cha Thủy sống rất là tình cảm, gắn bó. Và có thời giờ thì ngài lại từ Sài Gòn về Tân Mai để thăm mẹ cũng như các em của mình. Và tôi cũng được chứng kiến và tham dự thánh lễ an táng của ông cố. Và sau thì như cha Thủy nói, 17 năm sau thì bà cố mất. Như vậy hôm nay cha tổ chức để nhớ đến người mẹ trong dịp lễ dỗ mãn tang, người cha trong dịp lễ dỗ 20 năm. Và tôi
Vì thế cho nên có thể nói được rằng cũng gắn bó với cha Thủy. Những gì liên hệ với cha Thủy có thể tôi biết hết. Từ cha Thủy có những người em của mình, cô Mùi đây, rồi thì anh Thu, anh Phong. Hai anh không có mặt trong thánh lễ hôm nay vì ở mãi New Zealand, định cư bên New Zealand rồi, cho nên không có mặt ở đây. Rồi thì qua câu chuyện của cha Thủy tôi biết rằng cha có một người em ngày hôm nay là viện mẫu, đó là sơ Phạm Vi Tạc. Tôi biết rõ tên. Và người em nữa cũng tu trong dòng đó là chị Tuyền, sơ Tuyền. Rồi hôm nay thì chúng ta thấy trên cung thánh đây các nghĩa tử của cha Thủy đông rồi. Bà cố không có lo cái chợ đấy nữa. Không những các con của cha, các cháu linh mục cũng đông, các sơ cháu linh mục cũng đông nữa. Cho nên bà cố rất là mãn nguyện, sung sướng, hạnh phúc. Quả thật như thế. Và khi tổ chức lễ dỗ hôm nay, chúng ta không thể nào không nhớ về những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn, trong cuộc sống của chúng ta. Và bà cố Maria, như cha Thủy đầy cảm xúc nói đến những sự chăm sóc, là kế mẫu, thế nhưng mà rất yêu thương để lo lắng cho cha Đa Minh. Và không những thế, cha Đa Minh và các em cách xa nhau lắm, tuổi cách xa nhau, thế nhưng mà anh em rất chí thú với nhau. Những lần tôi thấy anh Thu, anh Phong lên gặp cha anh hay là cô Mùi vui lắm. Biết bao nhiêu những câu chuyện cuộc sống. Và không những thế, nếu ngày hôm nay những lời của cha Tổng đại diện Ignacio nói về những đóng góp của cha xứ Tân Thành, thì chúng ta thấy khi Ngài về đây, Ngài đã xây dựng một thánh đường khang trang, một nhà xứ, nhà sinh hoạt giáo lý tuyệt vời. Tôi vừa nãy trước thánh lễ đi vào cái phòng ở cũ của Ngài, tôi bảo cái này phải gấp trăm lần cái phòng tôi ở. Thật sự như thế. Rồi vừa nãy khi rước ra dâng thánh lễ đây, cha khoe đây là những công trình đá đã được lắp đặt đẹp quá. Tất cả công sức để mà lo cho giáo xứ Tân Thành. Và gần đây chúng ta thấy báo chí, các phương tiện truyền thông trong mùa đại dịch Covid, chúng ta thấy cũng đọc được tên của cha Đa Minh Phạm Minh Thủy với giáo xứ Tân Thành này, với những đóng góp, với những lo lắng cho những người túng thiếu, đặc biệt trong cái mùa đại dịch Covid này. Và như thế, quả thật bà cố rất mãn nguyện. Qua người con linh mục của mình, giáo hội với tư cách là cha Tổng đại diện Ignacio cũng đã đánh giá rất cao. Và chúng tôi đây là con cháu của Ngài thì cũng rất là khâm phục. Và với các linh mục đồng môn với cha Thủy thì hay gọi cha Thủy với tên là Minh Thủy. Minh Thủy mang đầy đủ những ý nghĩa, cái gì đó rất là nghệ thuật, rất là trang trí. Và những dấu ấn khi Ngài ở Tân Hòa cũng thế, những trang trí của Ngài vẫn còn nguyên vẹn nơi đó, mà chúng tôi cần phải ghi nhận, khắc ghi và luôn luôn yêu mến cha chú của mình, cũng như ông bà cố cũng có nhiều dịp để gặp gỡ và các em của cha Thủy. Xin Chúa, như lời của cô Mùi, người con, người em của cha Thủy vừa đọc lên, cho thấy rằng được sống cuộc đời này không phải là tất cả, mà một lúc nào đó chúng ta được di dời đến bến bờ bình an. Và di dời nơi ấy bình yên, hạnh phúc. Ông bà cố nhớ đến các con, các cháu và nhớ đến tất cả chúng ta với những nghĩa cử yêu thương hôm nay. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Đức Kitô chính là sự sống lại và là sự sống
Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và những ai sống mà tin vào người sẽ cùng được phục sinh với người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời đời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các mục tử và tu sĩ trong hội thánh luôn hăng hái nhiệt thành và có những phương thế hữu hiệu để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại trong thế giới hôm nay. Tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người đang sống trong một xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật và hưởng thụ hôm nay, biết khao khát và tìm kiếm sự vĩnh cửu nơi tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúa nói, tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu đã qua đời cách riêng, cho bà cố Maria, nếu còn đang ở nơi thanh luyện, sớm được Thiên Chúa hoàn tất những thanh luyện cần thiết, mà đem về hưởng phúc trong nhà Chúa muôn đời. Cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, khi tưởng nhớ các tín hữu đã ly trần, cũng nhận ra thực trạng đời mình, để luôn trung thành theo bước Đức Kitô ở đời này, hầu ngày sau được hạnh phúc với người ở cõi phúc đời đời. Lạy Cha là Thiên Chúa hằng sống, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai chọn niềm tin tưởng nơi Cha. Xin nhầm lời chúng con tha thiết cầu nguyện và giúp chúng con trong cuộc đời lữ hành luôn biết hướng lòng về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúa nhân ngày kỷ niệm của cô Maria qua đời, chúng con dâng lễ tế tạ ơn và xá tội này lên trước tôn nhan Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban cho tôi tớ Chúa được về sum họp cùng các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phan Xích Cô
Đức Tổng Giám mục Du Xê chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương nhớ đến các tôi tớ Chúa là ông cố Giuse và bà cố Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho ông bà cố đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng tín tử chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ toàn thể các thánh đã sống đập lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ được Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thầy đức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, được Cha chỉ nguyện, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những người chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Người trước kẻ sau được Chúa dời đi với Chúa, chúng ta chúc bình an cho nhau. Chúa, hóa chẳng đáng chúa lời đại nhà.
con xin nói thay cho các em và các cháu của con. Trước hết cảm ơn cha quản hạt hạt Tân Sơn Nhi, quý cha trong giáo hạt, trong đó có cha đại diện cho linh tông của con và các cha cháu cha chắc trong họ hàng. Trong cái ngày mà bà cố của con mất ở dưới Tân Mai thì cha quản hạt cũng như quý cha đã xuống tận Tân Mai để kính viếng và tham dự thánh lễ đưa tiễn mẹ chúng con về với Chúa. Hôm nay trong ngày lễ dỗ mang tang, quý cha lại đến để giúp cầu nguyện cho bố mẹ của chúng con. Cảm ơn cha Hùng là cháu và là quản hạt hạt xóm mới. Hôm nay cha sông hương cho chú hơi nhiều đó, sông hương hơi nhiều, ngại quá, mắc cỡ quá. Thì thôi quý vị chúng ta nghe cho biết vậy thôi, chứ không có nhắc lại làm gì cả. Điều mà chúng ta ghi nhớ là chúng ta có một người mẹ, mẹ của chúng ta là mẹ của Hội Thánh, Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta đây này. Và mỗi người chúng ta đều có một người mẹ ở trần gian, thì chúng ta cầu nguyện cho mẹ của chúng ta được dõi bước theo chân mẹ Thánh Maria. Xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Thành đã tổ chức lễ dỗ mãn tang cho mẹ của tôi. Và cảm ơn cả đoàn cũng như thể là quý vị đại diện giáo xứ, các hội đoàn, các ca đoàn và quý vị đồng hương nữa đã đến cùng với gia đình chúng tôi để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho người thân hôm nay là Giuse và Maria. Xin Chúa trả ơn nội hậu và xin bố mẹ cũng cầu nguyện cùng Chúa ban muôn ơn lành bình an xuống cho giáo xứ, cho quý cha và cho tất cả quý vị dự lễ hôm nay. Và sau thánh lễ thì gia đình chúng con xin mời quý cha, quý sơ và quý khách xuống dưới hoa viên để dự tiệc và dỗ. Còn ngoài ra thì cũng xin gửi cho những quý vị khác cái món quà của bà cố, một món quà nhỏ nhỏ đơn sơ thôi. Xin cảm ơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã dâng lễ tạ ơn để cầu nguyện cho hai cố Giuse và Maria. Vậy nếu vì hai cố của chúng con là những người tín hữu này còn mang vết nhơ tội lỗi, xin Chúa cũng rộng lượng tha thứ và khoan hồng thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an.